Có bị mỏng da không vậy? Sợ da bị yếu đi. Bạn ơi, bạch hoa hồng khi sử dụng sẽ có bong đi lớp tế bào chết, bong đi lớp da sừng hóa trên lớp biểu bì da. Và tất nhiên bong da đi sẽ làm cho da mềm mịn chứ không còn dày và sần như ban đầu. Nên sẽ có cảm giác da mỏng đi. Nhưng thực tế lớp da sần trên bề mặt da là lớp tế bào chết sẽ làm cho da không được mềm mịn trắng sáng và sẽ làm cho da không hấp thụ được các loại dưỡng da. Còn da có bị yếu đi hay không phụ thuộc vào cách phục hồi và bảo vệ da trong khi bong da và sau 40 ngày bong da. Nếu bong da xong mà các bạn không phục hồi da đúng cách, cứ để cho da mình tiếp xúc với ánh nắng và những tác hại từ môi trường, dùng mỹ phẩm không phù hợp thì tất nhiên là da sẽ bị yếu. Và những khách hàng của bên Oan đó, Oan thường có ghi chú, bong da xong hãy liên hệ Oan để Oan hướng dẫn cách phục hồi và chăm sóc da hàng ngày sau bong. Nên các bạn nó tái tạo xong á thì nhớ liên hệ Oan nha.